Số người bị thiệt mạng vì Ebola đã lên con số trên 5.000 người, tin từ Geneva, Thụy Sĩ. Tổ chức Y tế Thế giới hay được gọi là WHO cho biết, tính cho tới ngày 12 tháng 11, số người bị bệnh Ebola được ghi nhận là 14.098 người và số người thiệt mạng là 5.160 người phát ngôn viên Fadela Chubb của WHO nói rằng đang có những dấu hiệu tốt, số bệnh nhân mới ở Guinea và Liberia đang giảm. Tuy nhiên, đang có những báo cáo cho biết là con số còn lại đang gia tăng ở Sierra Leone. WHO đang đặc biệt cảnh giác vì có thể có những sự thay đổi của tình trạng bệnh dịch. Việc một người y tá bị chết ở Mali trong ngày hôm qua đã làm trên 90 người có tiếp xúc bị đặt trong tình trạng kiểm dịch. Chính phủ cho biết là người y tá đã bị lây bệnh sau khi điều trị cho một người đàn ông Junia và người đàn ông này cũng đã chết. WHO cho biết là đã có 4 người thiệt mạng vì Ebola ở Mali. Người đàn ông là một đạo trưởng Hồi giáo đến từ thị trấn biên giới Khurem Mali. Người này chưa bao giờ được thử nghiệm Ebola. Đám tàng của ông ta đã cử hành theo các nghi lễ Hồi giáo nên đã tiếp xúc với rất nhiều người đưa đám. Cơ thể bị Ebola của ông đã được rửa trong một nhà thờ Hồi giáo ở Bamako và đưa về Guinea để chôn cất, mà không có một biện pháp phòng ngừa nào được áp dụng. Một bác sĩ tại Bệnh viện Pasteur, một trong những trung tâm y tế hàng đầu của Bamako, cũng đang bị tình nghi là nhiễm Ebola và đang được theo dõi. Quân nhân giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc phục vụ ở Mali đã được cô lập để phòng ngừa bị lây bệnh.